Cả nhà hôm nay mình đi chợ, cả nhà mình mua đầu heo với lại mấy rau củ quả này. Cả nhà hôm nay mình làm ẩm thực về cái đầu heo nấu nấu chung với bí đỏ với lại cà rốt nha cả nhà. Đây mình làm cái ẩm thực về cái đồ heo nấu chung với cà rốt bí đỏ nha cả nhà. Nấu nha cả nhà. Chuẩn bị nấu mấy cái này trước nha cả nhà. Chút nữa mình bỏ cái rau củ quả nha cả nhà. Đấy. Đây 2 ký mấy nha cả nhà. Thì đã chín rồi nha cả nhà. Mình chuẩn bị bỏ rau củ vô đi. Thấy rau quả là chín như thế không cả nhà. Wow, quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Sau đây mình bỏ muối bột ngọt như cả nhà. Wow, nhìn là thấy thèm rồi cả nhà ơi. Wow, ngon cả nhà. Bỏ chút hành lá với lại mấy hành lá hành củ cả nhà. Đấy, bỏ thêm vô cho nó mới có màu nữa, nó đẹp luôn cả nhà, thơm nữa. Wow, má đầu heo mình làm sáng thì đã xong rồi, mời cửa nhà thưởng thức luôn. Wow, quá tuyệt vời luôn cả nhà. Quá ngon luôn rồi nè.
Này, cá bí đỏ. Cái mồm kìa. Đây cà là cà là cà này bí đỏ với lại cay quá luôn. Đây quá ngon cả nhà. Má này trời lạnh á, ăn mấy món này ngon, tuyệt vời luôn kìa. Về quê mình trời gió như kìa nè. Rồi, mình đưa gió bắt xuống kìa. Wow, cả nhà và cả nhà luôn. Má này mở rất là dày luôn nha cả nhà. Thank you.
đi đò này. Vượt lên đó nè, ăn lắc tôm. Miếng canh này rất ngon rồi. Đi rõ ra nè. Nó vừa ngọt vừa giòn, quá tuyệt vời rồi cả nhà. Cả nhà thích video của mình, cả nhà nhớ chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé cả nhà, để mình làm ra những video khác nữa cả nhà.